Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một món ăn vặt cũng được rất là nhiều người biết đến rồi ha. Nhưng mà hôm nay với cách làm của mình thì mình tin chắc là các bạn sẽ có thêm một công thức làm món hột vịt lộn xào me cực ngon luôn. Rồi để thực hiện cái món ăn này thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là 5 quả trứng hột vịt lộn. Sau khi các bạn mua về, các bạn rửa sạch, chà sạch như thế này. Về trứng vịt lộn thì các bạn nên lựa là con nhỏ ha. Thì có nhiều người là không có thích ăn ăn con đó, ăn vịt lộn mà sợ ăn con đó, cho nên là các bạn hãy lựa những cái quả mà con còn rất là nhỏ thì khi mình làm cái món này nó sẽ ăn rất là ngon hơn. Tiếp theo đó là nước cốt me. Nước cốt me thì các bạn sẽ cho vào đây khoảng chừng 30g me chín. Sau đó các bạn sẽ cho cái phần nước ấm vào và các bạn ngâm đến khi nào mà me của mình nó như thế này nè các bạn, nó ra hết như thế này. Một chút nữa các bạn sẽ lượt qua rây và các bạn bỏ cái phần hạt đi, các bạn chỉ lấy cái phần nước cốt me thôi. Khoảng 100ml nước cốt me ha. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 muỗng canh bột chiên giòn, một ít rau răm. Sau khi một nhúm rau răm như thế này các bạn sẽ sắc nhuyễn ha. Rồi đây là bơ thực vật, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một muỗng cà phê bơ thực vật. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các gia vị nêm nếm cần thiết, đó là 2 muỗng canh nước mắm ngon, một muỗng canh đường cát trắng, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, một ít ớt băm nhuyễn, rồi 2 muỗng cà phê tương ớt và một ít hành tím sau khi các bạn bào mỏng và các bạn phi lên cho nó vàng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện cái món ăn vặt này nhé. Đầu tiên bây giờ các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một cái nồi nước như thế này. Sau đó các bạn sẽ cho cái phần hột vịt lộn vào chúng ta luộc ha. Các bạn cho cái lượng nước nó vừa ngập trứng là được, không cần cho quá nhiều và cũng không nên cho quá ít ha. Nó vừa ngập cái quả trứng như vậy là được rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho thêm vào đây khoảng 1 muỗng cà phê muối. Như vậy sẽ giúp cho cái phần hột vịt lộn của mình nó khi luộc lên nó sẽ có cái vị ngọt đậm đà. Bây giờ các bạn sẽ luộc trứng trong khoảng thời gian là 10 phút, các bạn có thể đậy nắp lại ha. Sau khoảng thời gian 10 phút thì bây giờ hột vịt lộn của mình cũng đã chín rồi. Bây giờ các bạn sẽ vớt ra vào một cái tô nước lạnh để cho nó nhanh nguội đó các bạn, để mình bóc vỏ đó ha. Rồi sau khi hột vịt lộn của mình luộc chín và các bạn ngâm vào nước lạnh để cho nó nguội. Sau đó các bạn sẽ bóc vỏ ra được như thế này. Đây là 5 quả trứng hột vịt lộn sau khi mình đã bóc ra ha, mình cho vào cái tô. Còn đây là nước ở trong quả, trong trứng hột vịt đó các bạn. Mình để riêng ra, một chút nữa mình sẽ để vào sau. Rồi bây giờ các bạn sẽ áo một cái lớp bột chiên giòn vào cái phần trứng này. Các bạn rưới đều lên. Cái bột chiên giòn này sẽ giúp cho cái phần trứng của mình nó sẽ có cái độ giòn và giữ được cái độ ngọt ở trong trứng ha. Các bạn có thể lắc nhẹ. Mình lấy nhẹ thôi để kẻo cho trứng của mình nó bị bể các bạn. Rồi mình áo một lớp mỏng như vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt chảo lên và các bạn sẽ chiên cái phần trứng này. Sau khi dầu đã nóng, bây giờ các bạn sẽ cho cái phần trứng vịt lộn sau khi chúng ta đã áo một cái lớp bột chiên giòn bên ngoài, mình cho vào chiên. Các bạn sẽ để lại ở mức lửa vừa ha. Rồi sau khi trứng vịt của chúng ta đã giòn rồi, bây giờ các bạn sẽ vớt ra ngoài cái rây cho nó ráo dầu ha. Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo khác, các bạn sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn và mình chờ cho dầu nóng, mình sẽ cho tỏi vào, tỏi băm vào và mình sẽ phi lên cho thơm.
Sau khi dầu đã nóng thì các bạn sẽ cho cái phần tỏi băm vào, mình sẽ phi thơm ha. Sau khi tỏi đã thơm, các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa nhỏ, các bạn sẽ cho cái phần nước cốt me vào. Tiếp theo các bạn sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê tương ớt. Tiếp đến các bạn sẽ cho cái phần nước của cái trứng hộp vịt lộn mà nãy mình để riêng các bạn, mình cho vào luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ vặn lửa lên ở mức lửa vừa. Cho nó vừa sôi thêm một lần nữa ha, thì lúc đó các bạn sẽ nêm nếm gia vị. Rồi sau khi nước cốt me đã bắt đầu sôi trở lại, các bạn sẽ nêm nếm, các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Các bạn khuấy cho nó tan ra. Tiếp đến các bạn sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm ha. Về cái phần nêm nếm thì các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị ăn của gia đình các bạn ha. Giờ mình chờ cho nó sôi lại một lần nữa. Mình sẽ cho cái phần trứng vào. Sau khi cái phần nước cốt me của mình nó đã sôi trở lại, các bạn sẽ cho cái phần trứng lộn vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ sên đến khi nào cái phần nước của mình nó kẹo lại ha. Các bạn để cái phần lửa nhỏ nhất nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê bơ. Sau khi mà cái nước me của mình nó đã bắt đầu gần khô lại rồi, các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê bơ. Thì các bạn sẽ đảo lên một chút nữa cho bơ nó thấm đều lên trứng như thế này. Rồi một chút nữa các bạn mới cho cái phần rau răm mình sắc nhuyễn vào ha. Bởi vì hộp vịt lộn của mình nó có tính hàn cho nên là mình sẽ ăn kèm với rau răm để giúp cho chúng ta khi ăn không có sợ bị lạnh bụng đó các bạn. Màu rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Rất là thơm ha. Rồi bơ đã tan hết rồi. Giờ các bạn sẽ nấu cho nó sệt theo ý muốn của các bạn. Giờ mình sẽ để thêm một chút nữa. Rồi lúc này cái phần nước sốt me của mình cũng đã bắt đầu gần khô lại rồi. Giờ các bạn sẽ cho cái phần rau răm mình sắc nhuyễn vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ đảo sơ qua và mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho ra đĩa và mình thưởng thức ha. Rồi sau khi mình đã cho trứng ra đĩa như thế này, món này mình sẽ ăn kèm với hành phi ha. Và sẽ rưới lên. Rồi bây giờ đây là mè. Mè sau khi mình đã rang vàng, các bạn cũng có thể ăn với đậu phộng rang vàng ha. Đây mình sẽ ăn với mè. Và một ít ớt băm. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món hộp vịt lộn xào me rồi các bạn ơi. Với công thức này, mình chúc cho các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một món ăn vặt thật là ngon dành cho gia đình cũng như bạn bè của mình nhé. Và nếu như các bạn thực sự yêu thích món ăn này của mình thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như là để theo dõi nhiều món ăn mới nhất, nhiều video mới nhất của mình sắp tới. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn tiếp theo nhé. Bye bye.